Sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 khiến nhiều người ý thức được hơn tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang. Bên cạnh khẩu trang y tế đang cháy hàng, sự xuất hiện của dòng khẩu trang nhựa trong suốt đã góp phần rất lớn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vâng, và loại khẩu trang này được rao bán nhiều trong thời gian gần đây và được nhiều người đặt mua, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, khẩu trang mới này có thật sự như lời quảng cáo là có khả năng ngăn giọt bắn 100%, an toàn cho sức khỏe, giúp hạn chế được sự lây lan của virus SARS-CoV-2 hay không? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xuất hiện trong thời điểm bùng phát dịch lần 2, khẩu trang trong suốt này khá hút người chọn lựa khi nhiều bạn trẻ đua nhau khoe khắp các trang mạng xã hội. Trong khi đó, trên các trang thương mại điện tử, loại khẩu trang này cũng đã xuất hiện với những giá thành đắt đỏ. Tuy vẫn được gọi là khẩu trang, nhưng loại khẩu trang trong suốt này, theo khảo sát của phóng viên, không được bán ở các cửa hàng y tế, mà lại được bán ở một cửa hàng phụ kiện thời trang. Y chang vậy nhưng mà nó không hút được, nói chung là nó không có quăng đi, nó xài hoài. Loại khẩu trang sử dụng nhựa trong suốt vẫn có thể quan sát các bộ phận, mũi, miệng của người đeo, được các điểm bán quảng cáo có khả năng chống giọt bắn. Do mới lạ nên dù giá bán sản phẩm này lên đến gần 200.000 đồng một cái, vẫn không ít người sẵn sàng bỏ tiền mua. Có người phải đặt hàng nhiều ngày mới được nhận sản phẩm. Khi đeo cái này á, trong khoảng 3 phút á, thì mình thấy á, nó hơi bị ngọ, nóng. Rồi, nhưng mà trong đó thì khi mà trên cái hộp này nó ghi á, thì khi đeo cái này thì nó rất là thoải mái, dễ thở, dễ nói chuyện nữa. Nhưng mà mình thấy thì nó ngược lại. Mà nhìn về bề ngoài á, thì mình thấy nó đẹp, đẹp thiệt á. Nhưng mà nếu mà khi mà đeo vô á, thì mình thấy nó lại bất tiện hơn là khẩu trang y tế, khẩu trang hoặc là khẩu trang vải. Bởi vì thứ nhất là nó bằng nhựa. Đeo vô thì khoảng chừng 1 phút thôi là khó thở rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa là nghe không có rõ. Quả thực, khi dùng khẩu trang trong suốt để trả lời phỏng vấn, phóng viên chúng tôi dường như không rõ được câu trả lời từ nhân vật. Theo quan sát, khi nhân vật nói chuyện thì lập tức xuất hiện hơi nước làm mờ đi phần trong suốt. Cùng với thời tiết nắng nóng đã xuất hiện nhiều mồ hôi bên trong phần khẩu trang. Ảnh hưởng da mặt hả? Rất là sợ bạn. Mình đi ngoài nắng mà đeo khẩu trang này vô thì là tia nắng nó chiếu vào, rồi mồ hôi nó đổ xuống, trời bị mụn. Da chúng ta nó cũng thở, nó cũng bài tiết mồ hôi. Và khi chúng ta đeo mà làm việc lâu thì da không có bài tiết mồ hôi được. Tại vì nó da ta cần bốc hơi ra ngoài, nhất là trong môi trường nóng ẩm hay gì đó là không bốc hơi được, là rất là khó chịu. Nó sẽ làm cho da ẩm ướt, dễ sinh nấm mốc mọc trên da, dễ những cái nhiễm trùng, nhất là vùng mặt. Thì những cái vi trùng, ví dụ những con, ví dụ Pitigo Sporum Orbicular, là những cái con là có thể phát triển là sinh là những cái mụn nhọt ở ngoài da, tức là những cái nhiễm trùng năng lông ấy. Theo thông tin trên bao bì thì loại khẩu trang này là nhựa TPU, thường dùng trong y tế và thực phẩm. Ngoài khả năng chống giọt bắn 100%, còn có thể chống lại tia UV và có thể tái sử dụng nhiều lần. Khẩu trang được thiết kế có van thở hai chiều, ngăn cách bởi miếng kháng khuẩn lót ở giữa. Với những cái miếng này mà không có kiểm định gì hết, mà quảng bá là có thể là lọc được, thì tôi không có chắc chắn. Nên người ta có thể mua tẩy trang bất cứ một cái loại gì, thì là có thể lắp vô được. Mà như vậy thì không có bảo đảm cái vấn đề gọi là giọt bắn không có thấm hút, hay là nó chặn những cái kích thước mà cần là dưới coi như là 0.5 micromet. Mà nó cũng dễ thở đúng không? Mà bạn xài hoài, nó rất là dễ thở, nên thành ra mẹ của chị bị huyết áp nên mình vẫn xài được. Nên thành ra chị bán người lớn thì người ta mua cũng rất là nhiều. Nhưng với những cái lỗ thông khí như vậy thì không đủ. Không đủ như vậy á, chúng ta hít vô là oxy và thở ra là CO2. Và với cái luồng không khí này, với dung tích sống của một cái người trưởng thành, dung tích sống là thể tích lưu thông, chúng ta gọi là tidal volume, là khoảng gọi là 3 lít tới 3 lít rưỡi phút, thì là nó không lưu thông đủ. Không lưu thông đủ là như vậy, chúng ta chỉ cần 1 tới 2 phút thôi chúng ta sẽ cảm thấy ngột ngạt. Mà người nào ráng chịu thì rác hồi sẽ là say sẩm chóng mặt, vì không đủ oxy hoạt động. Về chất lượng đảm bảo ngăn giọt bắn thì loại khẩu trang bất kỳ nào cũng phải đáp ứng đủ về độ dày, tối thiểu là 3 lớp kháng khuẩn. Tuy vậy, nếu loại khẩu trang trong suốt này được lắp đủ 3 miếng lót thì dường như không còn khoảng trống nào để trao đổi oxy. Theo mình nghĩ cái này chỉ là đeo cho hợp thời trang chơi vậy thôi, chứ không thể nào mà
thay khẩu trang y tế với khẩu trang vải trong mùa dịch này được. Nếu mà so sánh giữa khẩu trang vải với khẩu trang này thì mình vẫn thích khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế hơn về cái tính tiện lợi của nó. Cái này không thể thay thế khẩu trang y tế đứng về mặt gọi là hiệu quả. Còn về mặt mà ngăn giọt bắn thì cái này nó là nhựa, thì chắc chắn là coi như mình bịt kín rồi, giống như là coi như là gọi là nội bất xuất ngoại bất nhập rồi, thì là nó sẽ ngăn được giọt bắn rất là tốt. À, tuy nhiên nó vẫn còn một cái điểm hở là ở đây, thì cái chất liệu cái vải này, cái loại giấy mà thấm hút này để ngăn, quan trọng này không phải là chỉ thấm hút không à, mà phải ngăn không có cho những cái giọt bắn đi qua mới là vấn đề. À, thì không có ai kiểm định được cái này. Như vậy, người dân cần nên cân nhắc trước khi chọn mua những sản phẩm chạy theo mùa dịch bệnh, vì có thể không giúp ngăn ngừa dịch bệnh mà còn tiền mất tật mang.